Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cần các bạn. Con đã tới 1 triệu.
ทานละโอ้10 กันละ10 กันละ50 เทียมโอ้สองหันยังมาเหรอรู้ได้ไหมพันธุ์ Yummy. Nhiệt tư luôn à? Không thể đi nông thịt đau.
Khai. Thì mình cơm thì
nhờ đấy chị nhé bà ơi. Bà đây luôn. Chen xuống lá, chen xuống một bài, cho mượn một cái. Khó rồi. Hổm. Đi nó áp tới nay chạy đi làm mua hay em mua con gì? Chị đang nước đó. Chị đang kiên thì không cho ăn nó mặc. Đói xe nhiều. Đi được là được. Vịt bán nào em ơi? 200.000 một con. 200 một con à? 200 một con à? Vâng, 2 con. Con nào béo hơn nhỉ? Cái nào? Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh nhé. Anh lấy cả lồng đi. Lấy cả lồng đi. Vâng. Thế thôi em bình dũng lại. Đi lên bao nhiêu con đây? Anh lấy lồng nào lấy? Lồng này, có vẻ nặng hơn nhỉ. Anh lấy luôn hả? Hai con này. Lấy hai con này. Hai con 400 phải không? Vừa đủ. Cảm ơn anh nhé. Nom mà tỏ nôn tóc lủng đi ăn hoa thì chúng ta thấy rất quan tâm rồi. Nó chả đuôi than áp không? Nhà cà bè đất đai nếu chỉ đuôi cà bè bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
200.000 một con. Đây này em bán hai con này cho em 300 được không? 300 thì chị trả lố mà. Đang bán không bán em có mỗi 300 này, cái gì đó. Đi bán đi. Mỗi 300 bán thì em lấy luôn cái này cho. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Cái lều cái lên thấy không vô nhìn thấy được
chiều nay mình bắt đi cho gà con ăn thôi nhờ. Hỏng hết rau rồi. Con lấy cái này thì cho gà đi, bố bẻ lá nhé, bố bẻ lá như thế đi con. Con mang đi cho con gà con kìa.
Đi cho vịt ăn đấy con. Đấy, con hộ bố á. Nhiều con, giỏi đấy. Thì con lấy đi cho vịt ăn nhá. Con hộ bố lấy cái này vào rổ ấy, đây này. Đi cho vịt ăn thôi. Đấy. Đi. Mày với.
Đang vớ bầu gần hết xuống được. Không vớ bầu gần xuống được. Ui. Cho em tí. Con này là cái gì? Nó sống được. Nó trồng nó sống được. Mẹ yêu. Con đi lấy hoa qua về phía nữa. Thôi có chiếc chuyển hốt. Chuyển hốt về trồng đó. Chiếc chuyển trồng đấy thôi. Để mẹ dọn cái chỗ này. Tưới đấm rồi nhé con nhé. Vâng. Tưới nhiều nhiều nước rồi nhé. Vâng. Lấp xong con mới tưới được chứ. Lấp này tưới nóng để ngắm nước. Con tưới đi. Cái này
ngọn mình cắt đi rồi nó đẹp quá. Cái này cắm ghi còn sống. Cứ cắm bừa cái này. Rửa chân tay đi con ơi.
Thank you.
khai cơn gì lại. Bữa chắc nè, như vậy hộp hai một cân chứ lại không? Bữa sáng hộp bán năm một cân thôi. Thả xiên á? Khai bữa đây, hiểu lại nè. Anh này luôn 2 năm này. Có mấy bà này các, áo màng. Con chứ con thương. Nhi không? Kiểu áo lông. Đài. Cần hải xiên nè, hậu hậu á. Mà tham chợ giá. Được 3 cân chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Con hai con ngồi đây đợi mẹ đi. Con ngồi đây đợi mẹ nhé. Đi không? Con ở đây đợi mẹ. Con ở sang Thank you.
Con làm gì? Thật. Ôi.
làm gì thế Khai? Ngã nhé con ơi.
Để thay cái này á. Vâng. Thay cái gì mà toát hết mồ hôi chứ? Không biết. Đây mẹ đang đi ra chợ bán. Mình có tiền. Nghịch cái gì mà bẩn thế? Con ăn đi. Đẹp không? Thế phải làm gì đây? Thank you.
Nào nha con nha. Nhìn nhé.
Dép đâu? Con bị đứt rồi. Dép bị đứt hả? Con mẹ đi bán đồ, mua cho biết. Sao con lại làm dép đứt? Chẳng hạn con đang đi qua dép đứt. Đi nào.
mẹ lật ra. Cái này trước. Con đứng dậy. Con 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 bớt tiền cái này 50.000 một cái, 50.000 cái nhỏ này là 30.000 thôi. Cái này đàn hơi số một tí, cái này đẹp hơn. Cái nhỏ thì lấy hai cái này. Ừ. Vâng. Thế là hai cái này là 100. Đấy. Ừ. Để lấy để đựng gà đã. Cảm ơn nhé. Đấy, con lấy để đựng gà luôn. Bây giờ vẫn chưa xong à?
Thank you.
chung. Uh-huh.
Chị